Anh em hãy bấm vào theo dõi kênh fanpage của Hoài Niệm Game TV nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like video để ủng hộ kênh và theo dõi những video tiếp theo mới nhất của kênh Hoài Niệm Game TV. Chúc các bạn xem video vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Hoài Niệm Game TV của mình. Mình là Hoài Niệm đây. Thật là không thể tin nổi anh em ạ. Thì lần đầu tiên trong đời mình chơi MOU Away, lần đầu tiên ở trên kênh của mình, thì mình đã dám đầu tư một cái set full holy 14 item. Đây là set đồ mà mình được sở hữu khủng nhất trong các cây đồ của Hoài Niệm Game được sở hữu, với tổng giá trị lên đến gần 5 triệu đồng. Đó, thì đây trước mặt anh em đây là một cây full holy 12 item. Đấy, chim rớt 3. Và đặc biệt nó là sự xuất hiện của con sói gốt 3. Đấy, có nguyên con này trị giá hơn 2 triệu Việt Nam đồng. Đó, thì đây cũng là lần đầu tiên mình dám đầu tư một cây đồ khủng gần 5 triệu đồng. Đấy, để muốn là làm video cho mọi người xem. Đây có thể là với các bạn thì chỉ là một số tiền nó nhỏ bé thôi, nhưng đối với mình thì đó là cả một cái sự cân nhắc rất là nhiều ngày trước khi quyết định đầu tư cái set đồ này để làm video cho anh em xem. Hy vọng là anh em sẽ luôn luôn ủng hộ. Và anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh ở phía dưới của video và like fanpage, cũng như mà bấm đăng ký fanpage ủng hộ và cho Hoài Niệm Game lấy động lực để làm những cái video clip tiếp theo cho anh em xem. Rồi, ok, thì đây là full holy và set 14 item sói gốt 3. Đấy, anh em chiêm ngưỡng nhá. Rất là đẹp đúng không ạ? So với thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là cầm một cái set này đi dạo trên arena hay là trong game thì bây giờ nó cũng là có số có má rồi. Đấy, nó cũng không phải là set rẻ tiền nữa. Đây là một set là tầm cao rồi. Đấy, full holy. Tất cả những item này giá trị của nó đều là ở cái giá trị thực ở trong game nhá. Không có những cái item ảo giá quá. Đó, thì đây anh em thì nhìn con gốt 3 không? Nó quá đẹp anh em ạ. Nó trông nó sói ma màu đỏ mà. Ui dồi ôi. Con này là con gốt skin 3 nhá. Tí mình sẽ show chỉ số cho anh em xem. Đó, mặc với holy và đeo chim rớt 3 màu xanh. Đó, thì set này là có một con sói fan blue nữa của cây holy, rất là đẹp, hai con sói nhỏ và một con chim. Đấy, một cây đồ mà đủ 14 món như thế này, đủ cả trang bị thứ 14 như thế kia thì nó rất là mạnh rồi anh em ạ. Đấy, về cơ bản là cứ đủ đầy đủ các trang bị để nó mạnh rồi, mà trong khi đó lại cây này lại còn gold skin 3 nữa. Đây, anh em xem lại cây holy. Áo này. Đó, chỉ số rất là ngon. Và giá bây giờ nó đang rất là tốt rồi. Đấy, quần này. Đấy, quần này. Đấy, bây giờ holy này nó giảm giá xuống được một chút so với lúc nó mới mở bán rồi. Bây giờ giá nó rất là đẹp rồi. Đấy, đầu tư set này tôi đảm bảo là sau này có lời. Đấy, set này bộ zinc pen và kiếm rất là ngon, cánh rất là ngon. Anh em xem chỉ số của vũ khí này và khiên này. Đó, đây chỉ số của pedan này. Quá khủng luôn anh em ạ. Tăng sát thương cuối, tăng tổng phòng thủ. Bỏ qua phòng thủ của đối phương. Ôi giời, quá ngon, 4 dòng sáng kích xanh led. Đó. Tính xanh led luôn anh em ạ. Đây là con gốt 3 này, gốt skin 3 này. Anh em nhìn dòng nó có kinh khủng không? Tăng sát thương chí mạng 4%, tăng tổng phòng thủ 2%. Con này thì nó có kích được rất nhiều cho các loại cây đồ khác. Đấy. Tính từ con gốt 1, con stealth, con black, con gốt 1, 2, 3 này nó kích được cho rất nhiều con nhé. Còn đây là con fan blue. Con fan blue này là con pet thứ 14 này. Ở ô đồ thứ 14 này, rất là mới. Anh em nào có điều kiện thì nên đầu tư một con này thì nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đấy, mạnh hơn rất nhiều vì nó hơn đối phương một món đồ, nó mạnh hơn nhiều rồi mà. Đó, thì đây là con chim rớt 3 này, con chim rớt này, Eagle of rớt này. Đấy, đại bàng của thần rớt đấy. Đấy, anh em xem chỉ số nó có kinh khủng không? Đấy, thì
Anh em nào chưa đang bấm đăng ký kênh thì hãy vui lòng là ủng hộ mình bằng một nút đăng ký kênh để theo dõi mà khi kênh có những video mới, và để giúp cho mình có những cái động lực để mình phát triển kênh YouTube này, là kênh mình sẽ làm chuyên về MU Away. Đấy, mình sẽ tạo nên một cái cộng đồng cho anh em chơi mới chơi, và anh em nào yêu thích yêu quý mình thì hãy bấm đăng ký kênh và để lại một nút like và chia sẻ video nếu có thể. Hãy bình luận ở phía dưới những cái gì mà bạn muốn đó, để cho mình có thể làm tốt hơn trong những cái video tiếp theo. Hoặc là các bạn có hỏi hay là có cái gì cần mình giải đáp thì mình sẽ, cái gì biết mình sẽ chỉ cho các bạn. Đó, thì bây giờ mình set up skin, sau đó thì anh em mình cùng lên PK một chút để xem là con sói này nó hú nó có mạnh không nhá. Xem cây đồ này nó đi PK thì nó như thế nào anh em nhá. Rồi ok, mua lấy bình máu. Đó, mua lấy bình máu. Bây giờ ra ngoài này bem nhau với Tây. Hôm nay mình sẽ chỉ đi đánh nhau với Tây, có đồ khủng là phải đi đâm Tây. Cứ gặp Tây là đâm, không cần biết là nó là thằng nào hết. Đấy, đồ này rồi không cần phải sợ bố con thằng nào cả. Quánh hết. Đấy, ngựa kìa, ngựa kìa. Một hú nằm sàn luôn. Rồi ông cứ từ từ ông khắc được chết. Tôi chưa chuẩn bị gì ông đã lao vào ông sốc đam tôi thế rồi. Đấy, cái con sói gốt này là con sói tinh tấn công anh em nhá, nên là cái phòng thủ của nó cũng sẽ không được trâu quá đâu, nhưng mà về cái công của nó thì rất là cao. Nó hú thì thôi rồi luôn. Nó hú gọi là thì thôi nhé luôn đấy. Úi rồi, hai ông đánh này. Hai ông đánh phải không nhỉ? Đó. Đó. Nào các bạn cứ từ từ. Các bạn cứ từ từ, các bạn sẽ được chết một cách toại nguyện thôi, không phải lo. Nào đi vào trong này. Đi vào trong này. Ok. Mặc cái cuôn đeo cánh đen. Đeo cánh đép 1.0 thì ăn thua gì, hú sói một phát thì chết. Không phải chết thương tiếc gì những cái anh đồ kiểu đấy cả. Hú một phát thì những anh tầm trung thì chỉ có nằm sàn luôn. Nghĩ ngợi gì nữa. Đó. Thì thực ra cái clip này của mình thì về con sói thì cũng có một bạn, cũng may mắn là có một bạn ấy nhờ mình order con sói này. Đấy, nên là mình mới có cơ hội là sở hữu để review cho anh em xem. Cũng rất cảm ơn bác, nếu mà bác xem được đến clip này, đến đoạn này thì cảm ơn bác rất nhiều, và chúc bác một cái luôn luôn là vui vẻ trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đấy. Ok, nào Holy. Ok, ôi dồi, hai anh em nó đánh mình trên này thì nó sống làm sao mà được. Rồi ok, từ từ cho tôi cài đặt một tí thế nào. Chỉnh lại cái PK cái. Ôi dồi, quánh mình sấp mặt này giờ không. Anh em từ từ nhé, anh em từ từ, tôi cứ quay một tí là anh em chết hết mà. Đấy, đứng không cho nó đánh mà còn có chết đâu. Khỏe không? Quá khỏe luôn. Đó, giết thoải mái, sọc gió thoải mái đi. Đấy, mãi mới chết. Đứng cho mà đánh, không lại bảo là bắt nạt. Cậy có con gút 3 đi bắt nạt con sói vàng 10.000. Anh em nó cười cho. Đúng không ạ? Đấy. Đồ đạc như thế này thì bao khỏe rồi. Đấy. Bây giờ cái cánh nó đỏ lên, nó cùng màu con sói thì nó quá hợp tông luôn anh em ạ. Quá hợp tông luôn. Hợp tông quá rồi đấy. Ôi trời. Nào, nằm sàn ngay. Bạn làm gì có tuổi? Bạn không có tuổi vậy các anh em ạ. Đấy, thì tổng cây đồ này gần 5 triệu đồng. Thì mình cũng rất là may mắn là có cơ hội được sở hữu cái cây đồ này. Và sau nhiều cái ngày là quyết định thì mình gom đủ đồ mất tổng gần 5 triệu. Đấy. Lên cây này cho anh em xem video. Những anh em nào chưa có được sở hữu có thể là xem qua video này để cảm nhận cái độ hot của những cái đồ mình đang mặc. Đấy, quánh nhau con đối diện với mình là con gút 2 nhá. Con sói gút 2 làm gì có tuổi à, gút 2. Con gút 2 cũng khá đẹp, nó màu vàng rực rỡ lên, cây đến ở trong cái cốt của bộ vua. Đấy, còn con fan 3 này thì là nó ở trong cái cu đeo của cái bộ rabbit của con thỏ, bộ thỏ. Thì nó có tỷ lệ may mắn ít nhiều là nó ra được. Ô, sao tự nhiên đang đánh thì lại bị phù về Valencia nhỉ?
Sao lại buồn cười thế? Thôi được rồi, đi xóa tội cái đã xem nào. Nào lại quay lên lại. Lên A6. Lên APK đi. Rồi thì tiếp tục đi PK tiếp cho anh em xem. Đó thì trong cái để mình đi mình kiếm cái tây mình đánh xem nào. Loanh quanh ở đây chả có ai. Chả có ai đồ khủng hơn để quánh thử xem nào. Chả đấy. À. Gút 1 này các anh em này. Con gút 1 là con màu xanh xanh này. Con này là con gút 1 màu xanh xanh này. Đấy, con kia là con Stealth 2. Con màu trắng trắng là con Stealth 2. Nhưng mà vẫn rẻ hơn gút 3. Gút 3 này nó đắt quá anh em ạ. Mình cũng chưa hiểu là vì sao nó lại đắt như thế. Chỉ vì nó đẹp thôi. Chỉ vì nó đẹp thôi. Chứ còn chỉ số thì mình sẽ làm một cái video so sánh nó với cả con gút 1 và con Stealth xem là nó khác cái gì. Nhưng mình thì cá nhân mình thì mình thích con Stealth hoặc con Black bởi vì là nó có cái skill, nó có cái hiệu ứng khi gồng máu ấy, thì là nó có cái hiệu ứng rất là đẹp. Con này thì nó không có hiệu ứng. Con này con gút 1, gút 2 nó không có hiệu ứng skin thay đổi khi mà mình sử dụng skin. Đó. Thì anh em nào xem đến đoạn này rồi thì yêu quý yêu mến mình thì hãy để lại cho mình một nút bấm đăng ký kênh ở phía dưới của video nhé. Anh em kéo xuống video một tí và bấm vào nút đăng ký kênh để khi có video mới thì nó sẽ thông báo cho anh em vào xem. Đó, đây, ôi trời ơi, lắm tây quá anh em ạ. Thằng tây mặc sói cúp xanh này mình sẽ giết nó. Sẽ giết nó. Úi giời, nó còn cánh đét 2.0 kìa. Cánh này nó đắt tiền lắm anh em ạ. Cánh này của nó rất đắt tiền. Đấy, rất đắt tiền cái cánh này. Mà rất khỏe, cánh này khỏe lắm. Úi giời, nó còn đeo sói cúp nữa. Sói cúp này đẹp này. Sói cúp này xanh đẹp. Nhưng mà không có cửa. Sống sao được, đấy hú sói phát nào chết phát đấy. Anh em thấy độ khủng của nó chưa? Đánh nhau với tây như này, hú phát nào chết phát đấy, sọc gió cho cái nữa chết này. Đấy, làm gì có cửa anh em. Đây là mình đứng không cho đánh, mình chưa đánh mấy này. Mình chưa chọc gió đâu, đó. Cái cánh này của nó rất đắt tiền anh em nhé. Cái cánh đét 2.0 này đắt tiền lắm. Cực kỳ đắt tiền, cây đồ này của nó cũng khá nhiều tiền đấy. Con sói thì nó rẻ hơn con sói của mình thôi. Nhưng mà cái cánh nó đeo thì khá đắt đấy. Nó đắt hơn cái cánh đấy, nó đắt hơn cả cái cây đồ mình đang mặc đấy. Thằng này là thằng tây không biết là nước nào đây. Chết suốt, nằm sàn suốt này. Vẫn cứ mọc đánh nhau. Đó, hú phát chết. Anh em thấy độ khủng của con sói ba này chưa? Đó, vì sao mà nó đắt là như vậy ấy. Thằng kia nó cũng đầy đủ đồ đấy, không phải ít đồ đâu. Nó cũng chim, sói thì đầy đủ đồ đấy. Mà cái cánh của nó cực kỳ đắt đấy. Cánh của nó cực kỳ khỏe. Cầm cái giáo spear này mới tăng chỉ số này cực kỳ khỏe. Nhưng mà tính ra khỏe hơn cả Holy ấy. Vì bây giờ cái giáo spear này nó cũng đang đắt mà. Cái spear của cái mark của cái cây Majestic này nó đang đắt. Đấy. Nhưng mà nó không có cửa. Không có cửa ấy mình. Đấy, chọc phát nào chết phát đấy. Nó vẫn muốn đánh nhau. Được, thằng tây này nó quánh tiếp tục mày. Đó, nó ăn mình được một mạng rồi đấy. Cái cánh này của nó đắt lắm anh em ạ. Đắt lắm. Tất nhiên là cái cây đồ này của mình thì với mình thì nó đã là cái con cây đồ đắt khủng nhất mà mình đã từng sở hữu rồi. Trong tất cả những cái video của mình thì đây là cái cây đồ ngon nhất mà mình được sở hữu và đắt tiền nhất. Nhưng mà so với anh em ở trên trong game này ấy, thì nhiều anh em họ có những cây đồ trị giá hàng vài chục triệu đến cả trăm triệu anh em ạ. Nhiều người đầu tư vào game này kinh khủng lắm. Thế là cũng là may mắn là mình cũng được sở hữu một cái cây đồ tiền triệu như này để cho anh em xem. Anh em nào xem đến đoạn này rồi thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh ở phía dưới video để theo dõi những cái video tiếp theo của mình. Rồi ông này cũng chưa đánh chán à. Đấy, ông lại đổi sang sói gốt 1. Đấy, ông đổi sang sói gốt 1 để ông quanh nhau mình. Đấy, bây giờ đồ của ông ấy thì còn kinh khủng hơn đồ mình rồi nhá. Đấy, ăn được mình một mạng này. Mình sẽ set up lại PK cho anh em xem. Cái này thì mình cũng chưa PK chuẩn lắm đâu. Mình cũng chưa PK chuẩn sói lắm. Bởi vì từ nãy giờ mình không thủ khiên. Và ít bấm chim. Ít bấm chim. Bây giờ không nên hú sói nữa. Đấy. Bạn ấy làm gì có cửa anh em ạ? Không có cửa. Mình chọc rất ít. Bây giờ mình mà thủ xoay sói với thằng này thì thằng này nó không một tia hy vọng nào luôn. Nó không bao giờ nó hú được chết mình cả.
Con sói yếu hơn thì không thể hú được mình chết à? Chỉ có mình hú nó sẽ có tỷ lệ chết cao hơn. Đó, khỏe không anh em? Quá khỏe luôn. Cầm con này PK sướng lắm anh em ạ. Đấy, thì hiện tại anh em nào có nhu cầu mua sói, chim hay là đồ thì cần order, cần mình mua giúp thì mình sẽ mua giúp cho các bạn. Mình cũng có sẵn vài con, thì anh em nào cần cứ inbox cho mình vào fanpage. Tất cả những cái đồ đạc anh em gì muốn nhờ mình mua hay là muốn mua gì thì anh em cứ inbox vào fanpage cho mình nhé. Bởi vì ở trên này thì anh em mình bình luận vui về video thôi, chỉ còn những cái gì riêng thì anh em cứ nhắn tin vào fanpage cho mình. Đó. Thời gian vừa rồi cũng cảm ơn anh em đã đồng hành cùng kênh Hoài Niệm Game TV của mình. Mong rằng trong thời gian tiếp theo thì anh em sẽ vẫn yêu quý, yêu mến và ủng hộ cho kênh. Mỗi khi có video lên thì mong muốn đó sẽ là một cái video mà mang đến cái giây phút giải trí, giải lao, nó giúp cho anh em một phần nào đó nó cảm thấy là vui vẻ và thoải mái sau những cái giờ học tập và làm việc căng thẳng. Cả một ngày làm việc căng thẳng, tối về nhớ xem Hoài Niệm Game nhé. Đó, thì đây là cái kênh MOBA, mình sẽ làm chuyên về MOBA trên mobile và PC để tạo nên một cái cộng đồng anh em chơi MOBA với nhau cho nó vui. Thì anh em hãy ủng hộ mình nhá. Thì tiếp tục thì đấy, lại chết thôi anh em ạ. Nó khỏe quá. Khỏe quá. Đối phương chắc chán lắm rồi. Đối phương là chán rồi đấy. Tuy mình PK nó thắng nó liên tục như thế mà mình còn chán nữa, mà sao nó không chán được ta? Novodeus. Ồ, hai mạng liên tiếp này. Đổi chiến thuật PK. Ok, mình sẽ PK tử tế nào. Từ nãy giờ đánh hơi linh tinh quá. Không thấy skin của nó lên, nó xuất được nhiều skin hơn mình. Đó, thì hôm tới thì mình sẽ làm thêm một cái video giới thiệu so sánh cho anh em một số loại sói để anh em có thể là tham khảo. Thì hôm nay cây đồ này thì mình mặc lên thì cũng đi PK để cho anh em xem được cái sức mạnh của cái cây đồ gần 5 triệu thì nó như thế nào. Đấy, cây đồ gần 5 triệu nó như thế này thì anh em hãy tưởng tượng những cái cây đồ vài chục triệu thì nó sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Đó, có những cái món đồ nó còn kinh khủng hơn nữa thì mong là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ kênh. Mình sẽ cố gắng là review thật nhiều cái đồ khủng, đồ đẹp. Đấy. Ngoài những cái cây đồ PK ngon bổ rẻ ra thì mình cũng sẽ thi thoảng mình sẽ làm một số những cái video về những cái set đồ khủng cho anh em chiêm ngưỡng. Đó, và để anh em có thể tham khảo thêm và có thể là biết được cái sức mạnh của nó, để khi mà anh em đi PK thì anh em sẽ hình dung ra được là người ta như thế nào và mình như thế nào. Đó, hy vọng là clip này sẽ mang đến những cái điều thú vị và bổ ích cho anh em. Đó, thì anh em hãy bình luận những cái món đồ mà anh em muốn mình làm ở phía dưới video thì mình sẽ cố gắng là gom và làm cho anh em xem. Đó, thì video của mình cũng khá là dài rồi, cũng rất là cảm ơn anh em trong thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh, dành thời gian quý báu của mình để xem những video mà mình làm. Đó, hy vọng là sẽ tiếp tục đón nhận được những cái sự yêu quý nữa của anh em dành cho mình, để mình có những cái động lực hơn nữa, mình làm cái video nó chất lượng hơn. Anh em có xem video thấy có những cái gì không ổn thì anh em có thể góp ý cho mình để mình tiếp tục sửa đổi và cập nhật tốt hơn và có thể làm chỉnh chu hơn, để cho những cái video nó chất lượng hơn, cho anh em xem được thoải mái và vui vẻ. Đó, thì clip của mình xin phép đến đây là kết thúc. Thì chúc anh em chơi game vui vẻ và có những ngày học tập, làm việc luôn luôn gặp nhiều may mắn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo. Bye bye. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho Hoài Niệm Game TV nhé. Anh em hãy bấm vào theo dõi kênh fanpage của Hoài Niệm Game TV nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like video để ủng hộ kênh và theo dõi những video tiếp theo mới nhất của kênh Hoài Niệm Game TV.
Chúc các bạn xem video vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như trong công việc.